Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối ngày 14 tháng 1 tại SNews. Và ngay bây giờ hãy cùng mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 14 tháng 1 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Sau nhập ngũ 2020, cuộc đua đến giải thưởng TV show của năm. Xôn xao thông tin Nhã Phương đến muộn họp báo phim 2 tiếng. Xôn xao hoàn cảnh cụ ông vô gia cư cưu mang chó mèo bị kẻ xấu lừa gạt và nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Là chương trình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam ra mắt từ năm 2017 đến nay, Sau nhập ngũ vẫn luôn giữ vững được sức hút, luôn được đông đảo khán giả ủng hộ dù đã trải qua gần 10 mùa. Và mới đây thì chương trình đã được đề cử ở hạng mục TV show của năm We Choice Awards 2020. Với đội hình vừa đa dạng về màu sắc lại đông đảo nhất từ trước đến nay, mùa 10 của chương trình truyền hình thực tế Sau nhập ngũ đã chiếm được tình cảm của khán giả. Tại tập mở màn, chương trình đã leo thẳng lên top 1 trending sau chơi đầy 24 giờ được đăng tải lên kênh YouTube. Các tập sau đó cũng sở hữu lượt xem khủng đạt từ 8 đến 10 triệu lượt xem, chiếm lĩnh top trending. Một trong những yếu tố làm nên sức hút của chương trình tất nhiên phải kể đến dàn cast tham gia. Và ở hạng mục TV show của năm nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên We Choice Awards 2020, Sao nhập ngũ là cái tên lọt top đề cử và đang có số phiếu bầu cao nhất. Thành tích này không chỉ được dàn cast trong chương trình ủng hộ mà khán giả cũng rất nhiệt tình chạy đua cùng Sao nhập ngũ trên đường đua giải thưởng này. Chỉ sau vài giờ kêu gọi đã có hàng nghìn lượt bình luận và lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Đông đảo khán giả đều cùng nhau vote và để lại những ý kiến tích cực và quý giá về Sao nhập ngũ. Vào chiều ngày hôm nay 14 tháng 1, buổi họp báo ra mắt bộ phim Song Song do Nhã Phương và Trương Thế Vinh làm diễn viên chính đã chính thức được diễn ra. Tuy nhiên thì một số khách mời, trong đó có các phóng viên, đã chuyển tay nhau thông tin Nhã Phương đến muộn gần 2 tiếng mặc dù là diễn viên chính, khiến cho một số phóng viên phải bỏ về. Theo đó, trên Facebook, một tài khoản được cho là có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay đã đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc như sau. Bình thường event mời mấy giờ thì trừ hao một tiếng đến nơi là vừa. Cơ mà hôm nay showcase phim mời 13 giờ mà giờ này chưa diễn ra vì diễn viên quan trọng chưa tới. Khi diễn viên tới chắc phải về làm chương trình rồi, chứ rảnh đâu mà ngồi chờ. Đúng là làm cu li nó khổ. Ở phía dưới phần bình luận thì nhiều người cũng đã bày tỏ sự không vừa ý với câu chuyện kể trên. Thậm chí những phóng viên đi dự họp báo chung với người này cũng cho hay, dù đã chờ hơn 2 tiếng nhưng nữ chính của phim là diễn viên Nhã Phương vẫn chưa đến. Sau đó đến 10 giờ 15 phút thì buổi họp báo phải diễn ra với các diễn viên khác là Trương Thế Vinh, diễn viên Nhí Thuận Phát, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, nhà phát hành phim. Một lúc sau thì diễn viên Nhã Phương cũng đã có mặt tại sự kiện và gửi lời xin lỗi đến khán giả, dù lý do đưa ra chưa thật sự khiến những người có mặt cảm thấy thỏa đáng. Nhã Phương gửi ông lời xin lỗi chân thành nhất với mọi người. Tại sáng nay á có một cái lịch quay phát sinh cho nên là Phương đến trễ và thành thật xin lỗi mọi người ạ. Trong Song Song, Nhã Phương vào vai Trang, một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Chia sẻ về lý do chọn diễn viên chính, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết anh nhìn thấy ở Nhã Phương cả sự ấm áp và đáng thương của một người mẹ trẻ vô tình đánh mất đứa con gái yêu quý, điều mà anh tìm kiếm ở nhân vật Trang. Chính vì vậy, anh tin khán giả sẽ đủ tin tưởng và đồng cảm để theo sát hành trình của cô đến phút cuối cùng. Câu chuyện về một cụ ông vô gia cư sinh sống trên một góc vỉa hè của đường phố Sài Gòn đang khiến nhiều người cảm thấy vô cùng xót xa. Theo đó thì cụ ông mặc dù không nơi nương tựa nhưng vẫn thường xuyên kêu mang những chú chó, chú mèo đi lạc. Vậy mà gần đây lại bị kẻ xấu bày trò cướp mất xe đạp. Theo lời chia sẻ của một tài khoản mạng, không ai biết ông cụ vô gia cư này đến từ đâu, gia đình thế nào. Chỉ biết rằng suốt 10 năm qua, ông đã gắn bó với một góc con đường ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc mỗi ngày của ông là bơm và bánh xe, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng có thể kiếm sống qua ngày. Chủ tài khoản chia sẻ rằng, chú ở đây khoảng 10 năm, chỗ ngủ ngày và đêm là mấy cái ghế ngựa kề sát lại, quần áo chỉ có một bộ. Tối thì chỉ che bạt ngủ tạm, trời mưa chỉ biết mặc áo mưa rồi ngồi đó. Tuy nhiên, đồng hành cùng cụ ông vô gia cư là những chú chó mèo đi lạc chủ mà ông gọi là bạn của mình. Hình ảnh người đàn ông nghèo bên chiếc xe làm nghề cùng với những con vật nhỏ đáng yêu đã vô cùng quen thuộc với nhiều người dân sống xung quanh khu vực này. Vậy mà mới đây, ông lại bị kẻ xấu bày trò cướp mất chiếc xe đạp mưu sinh. Chiếc xe đạp còm kềm, cũ kỹ là phương tiện giúp ông kiếm sống, di chuyển mỗi ngày. Người đàn ông đã phải vất vả vay mượn 300.000 đồng để mua lại một chiếc xe đạp cũ khác, tiếp tục cuộc sống của mình. Không những thế, những chú chó, mèo, người bạn bên cạnh ông cũng trở thành đối tượng bị bọn xấu gian manh thường xuyên trộm mất. Chủ tài khoản xúc động cho biết, chú đã lớn tuổi, lại là người vô gia cư nên sức khỏe không tốt, mắt chú bị đục, mong các nhà hảo tâm đọc được có thể bao dung giúp đỡ cho chú một công việc hoặc chỗ chú trần an toàn hơn nơi đây, vì chỗ này thường bị nạn trộm cắp, mỗi lần bị kẻ xấu bày trò chú không có khả năng phản kháng.
Liên quan đến sự việc cô giáo Lê Thị Nga, giáo viên của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh Đắk Lắk mượn bằng trung học phổ thông để đi học, đi dạy suốt 25 năm qua. Vào sáng ngày hôm nay, thì lãnh đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với vị giáo viên này. Theo đó, quyết định nêu rõ bà Nga đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của bà Lê Thị Ngọc Châu để đi học trung cấp, cao đẳng, đại học và xin việc làm đi dạy dưới tên của bà Châu suốt 25 năm qua. Ngoài xử phạt hành chính, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng nêu rõ hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tăng vật vi phạm, tức bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên Lê Thị Ngọc Châu đang lưu trong hồ sơ viên chức của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Ngoài ra, thì bà Nga cũng sẽ buộc phải thôi việc. Trước đó, vào năm 1989, sau khi học hết lớp 8, bà Nga đã nghỉ học. Đến năm 1992, bà Nga mượn bằng của bà Lê Thị Ngọc Châu rồi thay tên đổi tuổi, nộp hồ sơ, theo học tại trường trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa. Bà Nga cầm bằng này xin việc và được tuyển dụng và làm giáo viên âm nhạc tại trường trung học cơ sở Dân Lực vào năm 1996. Tiếp đó, bà Nga nộp hồ sơ vào trường cao đẳng nhạc họa Trung ương và đến năm 1997 thì tốt nghiệp. Năm 2000, bà Nga xin chuyển công tác theo chồng vào Đắk Lắk và được phân công về dạy tại một trường tiểu học ở huyện Buôn Đôn. Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Nga tiếp tục sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mang tên bà Châu để học trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp cử nhân âm nhạc hệ tại chức tại trường này. Từ năm 2013 đến nay, thì bà Nga chuyển về dạy âm nhạc tại trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Nhận xét về năng lực chuyên môn của bà Nga, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng, trong quá trình công tác, bà là một giáo viên có năng lực, được nhiều bằng khen. Vị đại diện trên cho biết, nếu cô ấy không giỏi thì không có nhiều bằng khen và cũng không thể đứng lớp được cho đến tận bây giờ. Đã bao giờ các bạn nghĩ đến việc quỳ xuống cầu hôn bạn gái của mình ngay giữa sân trường hay chưa? Chàng trai trong câu chuyện sau đây đã làm điều đó trước sự chứng kiến của rất nhiều người, mặc cho phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, trên mạng xã hội đã truyền tay nhau những hình ảnh chụp lại khoảnh khắc một nam sinh quỳ xuống cầu hôn bạn gái của mình giữa sân trường. Chàng trai cầm hoa đến gặp bạn gái, lúc đầu cô nàng còn ngại ngùng, liên tục né tránh chàng trai, tưởng rằng sẽ có cái kết buồn. Nhưng sau đó, với sự quyết tâm đến cùng, thậm chí cả quỳ xuống rút nhẫn ra, thì cô nàng đã nhẹ nhàng đưa tay gật đầu, chấp nhận cái ôm ấm áp từ chàng trai này. Có thể thấy cả hai bạn còn khá trẻ, bạn nữ vẫn mặc đồng phục và xung quanh là sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình đến từ các bạn cùng trường. Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đã nhanh chóng bình luận rôm rả, khen có mà chê cũng có. Nhiều bạn đã để lại bình luận rằng, xem mà thấy tiếc cho cái thời ngày xưa, cái hồi nhìn nhau thôi mà đã hồn bay phách lạc. Cũng ước ngày xưa bạo hơn để tỏ tình với Cross, lên đại học chả còn cơ hội gặp nhau nữa mà cứ day dứt trong lòng. Tuy nhiên thì có một vài ý kiến cho rằng, học sinh không nên tỏ tình và cầu hôn rầm rộ ở trong trường như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn học sinh khác. Sao cứ thích tỏ tình nơi đông người nhỉ, như vậy sẽ làm bạn gái kia khó xử thì sao, tốt nhất nên chỉ cho mình bạn ấy biết thôi. Các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng với SNEW cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, dự báo thời tiết cũng như giá xăng và giá vàng. Những tin tức có trong điểm tin tối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong điểm tin tối tiếp theo.